Mến chào cả nhà thân thương, đây là hình ảnh bên ngoài ngôi nhà trang trí Giáng sinh của gia đình Hasuko. Thì năm nay không có làm cầu kỳ, chỉ làm đơn giản như vậy thôi. Năm trước thì chịu khó giăng đèn trên cái mái nhà thì nhìn nó sẽ lộng lẫy hơn. Nhưng mà năm nay thì làm biếng, tại vì mình giăng đèn như vậy thì mình gỡ xuống nó rất là dễ. Còn mình giăng phía trên cái mái kia là mình phải bắc thang làm biếng, cho nên là không có làm cầu kỳ. Năm nay thì đi vườn cũng khá là nhiều, tại vì có một miếng đất mới thì nên thành ra là rất là hay đi vườn, cho nên là anh xã thì cũng quải rồi, cho nên là ông không có chịu làm cầu kỳ. Thì đơn giản như thế này thôi. Đó. Ở nhà thấy không khí Giáng sinh rộn ràng rồi đúng không? Có một em gấu. Hồi đầu anh xã còn không chịu làm luôn á, mà Hasuko nói để Hasuko làm, cho nên thành ra là cái thành quả này là Hasuko một mình làm á, tại vì anh xã làm biếng, anh xã không chịu làm, không làm thì Hasuko làm, đó, và mình đang tận hưởng thành quả của mình, đó. Những cái đèn mà nó ở trên cây nó rớt xuống á, thì giống như trong cái bộ phim Avatar của Mỹ à, đúng rồi. Có một cái cây linh thiêng, Hasuko rất là thích cái bộ phim đó, có một cái cây nó có những cái cũng như là có những cái ánh sáng kỳ diệu, và Hasuko thích như vậy cho nên là cũng bắc thang lên, cũng giăng nó lên, cho nên cả nhà thấy nhìn cũng rất là đặc biệt. Ở đây thì có một cái đèn để nó chiếu ra một cái ánh sáng màu màu xanh lá. Đó, hôm nay hai cô chọn là cái ba cái cây này nó là màu xanh dương, còn phía cửa cũng là màu xanh dương. Thì mấy năm rồi mình cũng có một chút kinh nghiệm, và thành quả này là một mình hai cô thực hiện đấy, cũng rất là dễ thôi, không có gì khó cả. Còn đây thì là một cái đèn để nó chiếu lên đây, để nó tạo ra tuyết, những cái hình bông tuyết, nhưng mà có lẽ cái đèn này nó bị vấn đề rồi, broken rồi. Thì đó, một không khí Giáng sinh rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta thử vào bên trong nhà xem là bên trong nhà cây thông Noel nhà mình như thế nào nhé. Vừng ơi mở cửa ra. Đó. Cả nhà thấy phía xa kia không? Phía xa kia một cây thông Noel. Đóng cửa lại. À, giới thiệu cho cả nhà xem. Đây, phía trước cửa có hai anh này, hai người lính canh này. Và anh xã cũng đặt một anh lính canh này bự lắm, cao gấp 3 lần cái anh chàng này, nhưng mà chắc là phải hơn một tuần nữa hằng mới về. Đó. Giờ này gần 10 giờ rồi thì cả nhà mình đi ngủ rồi. Chỉ còn mình thì mình thức làm video, cho nên là mình tranh thủ quay cho cả nhà xem. Đây là cái thông bé bé. Đó. Cây thông trong nhà này thì mình với anh xã mình cùng làm. Còn ở ngoài kia là một mình Hasuko làm đấy nhé. Đó, mỗi mùa Giáng sinh về là chuẩn bị lôi cái mền này ra. Blanket. Rất là không khí Giáng sinh. Thậm chí những cái khăn ở bếp của mình cũng sử dụng những cái khăn có hình ảnh của Giáng sinh. Đó, đây là cây thông nhà mình. Cả nhà thấy có rất là nhiều quà dưới gốc thông đúng không? Đó, sáng ngày 25 tháng 12, tụi mình sẽ khui quà. Và đó là một cái trò rất là vui, và chắc chắn ai cũng rất là thích nhận được quà. Đó, cả nhà thấy không? Đây là món quà rất là bự. Mấy cái này là mình tự gắn thêm vô cho nó lộng lẫy. Cái này là của mom tặng cho anh xã mình. Ở đây, trong này có rất là nhiều những món quà ở đây, có tên ở đây. Thì sáng ngày 25 tháng 12, tụi mình sẽ dậy sớm, sau đó là sẽ khui quà. Đó. Đây, cái nón Giáng sinh chuẩn bị cho ngày Giáng sinh của mình đây. Mình mua cái nón này ở Gross, $5. 5 hay $6 gì đó. Và mình cũng đã giặt rồi. Đó, bây giờ để vào đây. Để vào đây đi. Để vào đây đi, xong đợi tới Giáng sinh mình sẽ đổi. Đó, còn cây Giáng sinh của mình có rất là nhiều hình ảnh đây. Một thiên thần ở trên cao. Thiên thần ban cho chúng ta nhiều niềm ao ước.
Và chúng ta cứ ao ước đi rồi chúng ta sẽ đạt được. Những chú gấu nhỏ xinh. Một không khí Giáng sinh. Không biết Giáng sinh năm nay có tuyết không thì chúng ta không biết. Tại vì năm trước thì là có tuyết đấy. Năm nay thì chúng ta cứ chờ xem. Tại vì thật sự nó là một cái tiểu bang, không phải là tiểu bang lạnh. Rất là hiếm hoi mới có tuyết thôi. Mới có tuyết vào mùa đông, chứ bình thường là không có. Thậm chí hai cô đã ở đây được 3 năm thì chỉ có 2 lần thấy tuyết thôi. Vào năm 2020 thì là có được gần như khoảng 2 tiếng đồng hồ tuyết nó rơi nhẹ nhẹ thôi. Nhưng mà năm vừa rồi, năm 2020 thì lại có tuyết hơn một tuần. Rất là thú vị và cũng có rất là nhiều điều thú vị đã chia sẻ trước đó rồi. Tại vì cái dịp đó thì bị cúp điện, cúp nước. Tại vì Texas là một cái tiểu bang, không phải là tiểu bang lạnh. Cho nên nó bất ngờ nó thay đổi nhiệt độ như vậy. Nó có rất là nhiều những cái sự cố về điện. Cho nên là mọi người cũng không hào hứng lắm đâu. Nhưng mà Haruko thì hy vọng là sẽ có tuyết khoảng 1-2 ngày là ok rồi. Chứ còn nếu mà có một tuần thì... Không, thực ra có một tuần cũng rất ok. Tại vì cái cảm giác chúng ta nhìn tuyết nó rơi rồi nó những cái khung cảnh rất là đẹp. Đó, cả nhà thấy không? Và lúc này thì ở bên Mỹ nó có rất nhiều bộ phim về Giáng sinh. Rất là nhiều bộ phim rất là thú vị. Còn đây, Giáng sinh thì sẽ không thiếu cái cây màu đỏ này. Không biết gọi tên nó là gì. Và đây là một góc khác. Những căn nhà bé bé xinh xinh. À quên, không giới thiệu với cả nhà. Lò sữa. Lò sữa với lại bốn cái bốn chiếc vớ. Thì trong bốn chiếc vớ này nhà mình có bốn người. Đây là chiếc vớ của ông xã. Ông sẽ lục trong này xem có cái gì. Còn đây là chiếc vớ màu đỏ của Hasuko. Còn đây chiếc vớ màu xám là của Mom. Còn đây là của ai? Của Nova. Nova cũng có quà Giáng sinh nha. Có thú nè. Có đủ trò trong này hết á. Nova cũng có Giáng sinh đó. Nova là chú chó nhỏ trong nhà mình. Đó, một bộ phim về Giáng sinh. Rất là rộn ràng. Như vậy là chúng ta sẽ chuẩn bị có một mùa Giáng sinh và hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có một mùa Giáng sinh thật là ấm áp và nhiều an lành. Và chúng ta hãy cứ mơ ước đi rồi chúng ta sẽ đạt được tất cả mọi ước mơ và ước nguyện của mình nhé. Bây giờ Haruko xin dừng video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.